Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với những nội dung chính sau đây. Thái Hòa xây dựng vườn chuẩn để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Hiệu quả từ mô hình vườn chuẩn nông thôn mới ở Nghi Lộc. Sức sống cựu chiến binh. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng vườn chuẩn là một trong những tiêu chí quan trọng để các địa phương thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xác định rõ điều đó, Thái Hòa đã dành nhiều nguồn lực tập trung xây dựng các vườn chuẩn. Năm 2022 đã có 2 vườn chuẩn được xây dựng tại xã Tây Hiếu và Nghĩa Thuận. Bước đầu, các mô hình đã cho những tín hiệu tích cực như tạo không gian xanh, sạch, đẹp, môi trường trong lành, hiệu quả kinh tế cao hơn so với lối canh tác thông thường. Trên diện tích gần 1 hectare đất vườn trước đây, gia đình ông Ngô Sĩ Thể, xóm Phú Mỹ, xã Tây Hiếu, chủ yếu trồng cà phê, chanh. Sau đó thực hiện cải tạo vườn tạp, gia đình đã chuyển sang trồng cây ăn quả, gồm mít Thái và na. Tuy nhiên, việc trồng, chăm sóc cũng chỉ mang tính tự phát, chưa có sự đầu tư, quy hoạch rõ ràng. Đầu năm 2022, qua khảo sát của Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Hòa, đã quyết định chọn vườn của gia đình để xây dựng vườn chuẩn. Theo đó, gia đình đã được các cấp hỗ trợ về cây giống, vốn để lắp đặt hệ thống tưới tự động, thiết kế lối đi. Từ khi mà có cái mô hình vườn chuẩn, thì gia đình cũng cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với cái vườn của mình. Và mình cũng tuân thủ về cái quy trình kỹ thuật, làm thế nào để phát huy cái mô hình sẵn có của mình, làm thế nào để mà tăng cái năng suất và đưa cái giá thành sản phẩm nó chất lượng hơn. Còn với gia đình ông Võ Văn Hạnh, xóm 7 xã Nghĩa Thuận, đã xây dựng được một khu vườn với những lối đi luống rau thơm được trồng rất bài bản, khoa học và đẹp mắt. Đó cũng là kết quả của mô hình xây dựng vườn chuẩn do Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Hòa khảo sát lựa chọn đầu tư vào đầu năm 2022. Không chỉ tạo ra một không gian xanh, sạch, đẹp, mà cũng trên diện tích 3.000 m2 đất này, thu nhập của gia đình được cải thiện rõ rệt. Theo ông Hạnh, bình quân mỗi ngày, vườn rau đều cho gia đình nguồn thu ổn định, từ 200 đến 500 ngàn đồng. Nhờ đó, kinh tế của vườn gia đình ngày càng được cải thiện. Đầu tư vào cái vườn chuẩn này thì hôm nay là nói chung trước hết là cái cảnh quan, hai nữa là đi lại nó cũng sạch sẽ, ba nữa là về cái phần cái quy hoạch của cái vườn này thì nói chung là đạt phải có cái hiệu quả cao. Căn cứ vào địa hình, không gian và diện tích, Thái Hòa đã vận động các hộ dân quy hoạch cải tạo lại vườn tạp theo khuôn viên đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, Thái Hòa huy động sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể theo phương châm cầm tay chỉ việc. Riêng năm 2022, thị xã đã hỗ trợ để xây dựng thành công 2 vườn chuẩn tại xã Tây Hiếu và Nghĩa Thuận. Để thực hiện được cái mô hình ấy, thì ngoài cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì chủ thể là các cái hộ gia đình vào cuộc đồng thuận và cùng chung tay để rồi là xây dựng các cái mô hình vườn chuẩn đạt các cái tiêu chí đề ra. Đánh giá sơ bộ trên 2 cái mô hình vườn chuẩn của 2 đơn vị là xã Tây Hiếu và xã Nghĩa Thuận thì thấy rằng là nó rất là khả quan, rất là đẹp và hiện nay thì đang cho cái hiệu quả ban đầu. Phong trào xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới ở Thái Hòa không chỉ giúp nông dân thay đổi nhận thức, góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn tạo cảnh quan nông thôn mới giàu đẹp, văn minh. Từ đó góp phần quan trọng giúp Thái Hòa từng bước thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, theo chương trình xây dựng nông thôn mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập ổn định từ vườn trong khu dân cư, Hội Nông dân huyện Nghi Lộc đã xây dựng mô hình vườn chuẩn nông thôn mới. Sau một thời gian triển khai đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân, hướng tới mục tiêu đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Việc xây dựng vườn chuẩn không chỉ đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới mà còn giúp người dân Nghi Lộc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Những ngày cuối năm, ông Võ Văn Hồng, xóm Thành, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc đang tích cực chăm sóc cho khu vườn rau của gia đình. Ông là một trong những hộ được Hội Nông dân chọn xây dựng mô hình vườn chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình triển khai, gia đình ông Hồng đã quy hoạch khu vườn hơn 700 m², từ hệ thống tưới nước tự động đến xây dựng khuôn viên, bố trí các loại cây phù hợp và xây dựng bể ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp một cách khoa học, sạch sẽ, gọn gàng. Mùa nào thì thức nấy, khu vườn chuẩn của gia đình ông Hồng luôn xanh mướt, trĩu quả. Nào là dưa chuột, bầu bí, dưa cà và các loại rau thơm. Từ khi đầu tư xây dựng vườn chuẩn, gia đình ông có thêm nguồn thu nhập từ các loại cây rau màu và hoa quả. Thông qua cái việc xây dựng cái vườn chuẩn này, thì chúng tôi thấy rằng là nó đảm bảo được cái môi trường xanh sạch đẹp, cái cảnh quan cho địa phương và cho xã hội. Cho nên là gia đình chúng tôi đã cũng quyết tâm và cố gắng để thực hiện. Với lợi thế vườn rộng, gia đình ông Nguyễn Quốc Phong, xóm Phượng Sơn, xã Nghi Diên đã cải tạo gần 2.000 m², quy hoạch vườn cây kết hợp chăn nuôi và đào ao thả cá, mua thêm 200 cây cam xã đoài và bưởi da xanh. Trong quá trình quy hoạch, gia đình ông đã lựa chọn các giống cây trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ Học viện Nông nghiệp, bón phân cho cây chủ yếu là phân vi sinh và hữu cơ. Từ một mảnh vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp, sau 3 năm xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, mảnh vườn của gia đình ông được quy hoạch bài bản, quy củ và khoa học, cây cối xanh tốt. Từ việc xây dựng vườn mẫu, bước đầu đã cho gia đình ông mức thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng một năm. Trước khi mà bắt tay vào làm vườn thì khu vực toàn bộ của vườn của gia đình ấy, cái màn phía tây là toàn hồ trùng về áo, chứ mình làm chưa ra cái mô hình gì cả, nhưng mà được sự động viên của cấp trên bên Hội Nông dân tập thể của xã quan tâm với dây huyền cũng về, rồi còn một số vốn nợ cùng với gia đình đầu tư vào thì thuế hàng trăm hàng ngàn khối đất đổ vào đấy, rồi chúng bỏ công ra bây giờ thì cũng gặt hái được những cái thành công bước đầu và tương đối mềm mại. Hai năm gần đây, Hội Nông dân huyện Nghi Lộc đã triển khai tới 29 cơ sở hội xây dựng mô hình vườn chuẩn nông thôn mới. Để nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vườn chuẩn, trong quá trình thực hiện, huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và tạo ra các phong trào thi đua giữa các cơ sở hội trong xây dựng vườn chuẩn, vận động người dân có điều kiện về đất đai, nhân lực, vật lực, cải tạo lại vườn tạp theo hướng sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập, tích cực hỗ trợ người dân về nguồn vốn, khoa học công nghệ, giống cây trồng, vật nuôi, đảm bảo hài hòa giữa cảnh quan môi trường và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Bình quân mỗi vườn cho giá trị kinh tế từ 50 đến 100 triệu đồng. Xây dựng cái vườn chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thì nó đã tạo ra được các cái bước tiến và có sự chuyển biến rõ rệt. Một là tạo ra được cái sự thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn. Thứ hai, tổ chức sản xuất mang tính tập trung và áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao và làm thành mô hình điển hình trên địa bàn. Thứ ba là tập hợp được các hội viên đông đảo trên địa bàn hưởng ứng tham gia và lan tỏa cái mô hình này ra trên địa bàn. Phong trào xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới không chỉ giúp nông dân thay đổi nhận thức, hình thành nếp lao động, sản xuất có khoa học, sử dụng quỹ đất sản xuất có hiệu quả cao, mà còn góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, phát huy cây trồng chủ lực của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. 6 doanh nghiệp, 50 trang trại và 502 gia trại do Hội viên Cựu Chiến binh quản lý với 1.420 mô hình kinh tế, hơn 5.789 hộ khá giàu, xây dựng nguồn quỹ trên 7,3 tỷ đồng cho hội viên vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, hiến gần 16.000 m² đất và tham gia 6.750 ngày công lao động với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, 27 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được xây mới, tu sửa. Đây thực sự là những dấu ấn nổi bật của phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu huyện Tân Kỳ trong 5 năm qua. Từ phong trào này đã khẳng định vai trò tiên phong, sáng mãi phẩm chất truyền thống tốt đẹp, bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Hội Cựu Chiến binh huyện Tân Kỳ hiện có 8.520 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 98,6%. Ngoài việc luôn nêu cao tôn chỉ mục đích của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, điểm nổi bật trong hoạt động của các tổ chức hội, cơ sở ở Tân Kỳ là tuyên truyền vận động hội viên nâng cao tinh thần tự lực tự cường, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Nhờ đó mà nhiều cựu chiến binh đã trở thành chủ mô hình kinh tế có thu nhập cao. Trong 1.420 mô hình kinh tế, phải kể đến mô hình kinh tế tiêu biểu của cựu chiến binh Nguyễn Đức Tâm ở xóm Tân Minh và xã Tân Hương, hay như của cựu chiến binh Trương Văn Đức, xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn. Thì nói chung về tổng hợp á, thì có lợi thế hơn một cái là mình bỏ các thứ vào nhiều chỗ thì hắn đỡ mất bạc hơn về cái một chỗ. Nói chung là cái như có gà, có cá, có lợn thì mất một cái này thì đừng còn cái kia, nó đỡ cho nhau. Đi bộ đội sau khi xuất ngũ tôi về là tham gia là sản xuất nông nghiệp, làm cái cây cám, tăng thêm là cái thu nhập gia đình và tạo là công ăn việc làm cho là 7 đến 10 là người. Song song với phong trào thi đua phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức cho cán bộ hội viên tự nguyện đăng ký học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực như thực hành tiết kiệm trong chi tiêu. 100% cơ sở hội đều xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt là trong học tập thì anh em đã tiết kiệm các hoạt động hàng tháng trong cán bộ hội viên để giúp các cháu học sinh nhà vượt khó tặng quà cho cháu trong dịp khai giảng năm học và tặng quà thanh niên nhập ngũ rồi gia đình chính sách trong ngày 27/7. Song song với đó thì cán bộ hội viên phát động cán bộ hội viên tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới từ năm 2017 đến nay có 439 cựu chiến binh hiến gần 16.000 mét vuông đất để mở rộng đường và chặt bỏ cây cối, dỡ bỏ tường rào, trị giá hơn 10 tỷ đồng và đóng góp khoảng 6.700 ngày công lao động, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tiêu biểu có thương binh 1/4 Đinh Thái Minh ở xóm Vân Nam, xã Nghĩa Hợp. Ông đã dùng toàn bộ số tiền hơn 190 triệu đồng tích góp dành dụm bấy lâu nay từ trợ cấp thương tật để cấp phối, kè đá, chống sạt lở lề đường và trồng cây xanh dọc hai bên đường từ đầu xóm đến trạm y tế xã với chiều dài hơn 400 mét. Ban với thằng xóm nó mở con đường này, thứ nhất đẹp làng, đẹp xóm, thứ hai nữa hòa nhịp cộng đồng với xã là xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh huyện Tân Kỳ xác định đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên trong thời đại cách mạng cách mạng 4.0, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung sinh hoạt, lấy chi hội, phân hội, cơ sở làm điểm đột phá, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của mình. Phát huy phẩm chất quý báu của cựu chiến binh Việt Nam, trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, hội viên cựu chiến binh huyện Tân Kỳ từng bước khẳng định vai trò vị thế của người lính Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Tân Kỳ trở thành vùng quê năng động đổi mới, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các địa phương, huyện Nghi Lộc, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa đã phối hợp thực hiện chương trình. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.